Hello, xin chào tất cả anh em và các bạn đã quay trở lại channel của mình. Và ngày hôm nay thì mình sẽ tiếp tục với tựa game Wanted OpenSea ha. Thì trong video ngày hôm nay thì mình sẽ ăn trái quỷ Doku mà lúc trước bạn Bemo gì đó đã cho mình ha. Rồi, bây giờ thì đầu tiên mà muốn ăn trái quỷ này mà phan cái đã. Phan, giữ trái quỷ trong ngừ rồi ví dụ nó rớt ra sao ta? Đâu mình quỷ thử coi rớt ra hay không ha. Mình sợ là nếu mà ôm trái quỷ trong ngừ thì sẽ rớt ra. Cho mình thì mình cũng có ăn được đâu. Để mình đưa bạn nào giữ giùm mình trái quỷ này cái đã. Rồi sau đó thải cho mình ăn. Chứ nó rớt ra đó các bạn, nó rớt ra đó. Để đưa bạn nào giữ mới được. Giữ cho mình trái quỷ này, lát bắn Bluetooth qua cho mình. Bắn Bluetooth nhanh và luôn. Lúc trước thì muốn gửi file hay gì đó mà toàn là bắn Bluetooth rồi các bạn. Mấy nay các bạn có hỗ trợ, mấy bạn xài mấy điện thoại có hỗ trợ truyền tải file được các bạn. Các bạn chỉ cần bật wifi lên là các bạn gửi file được. Còn lúc trước đó là muốn gửi một cái file gì đó, chẳng hạn như file nhạc đi. Đó, mà ghi âm một cái bạn này cừ, thấy hay quá, giọng cừ nghe bá đạo quá. Sau đó là gửi qua Bluetooth chứ đâu có chuyện mà truyền tải file bằng wifi như giờ. Giờ mấy bạn khỏe quá rồi. Lúc trước bắn Bluetooth đó mà phải chờ. Chẳng hạn như cái bạn kia, một bạn nữ nào đó, đó mình muốn bắn Bluetooth cho bạn đó, mà bạn đó đi toilet là mình phải theo tới toilet luôn. Để cho hai cái điện thoại đó các bạn nó gần nhau thì nó mới nhận dữ liệu được. Chứ nó xa quá đó thì Bluetooth nó sẽ chập chờn, sau đó là nó gửi file bị lỗi. Có khi là nó gửi qua được nhưng mà bị lỗi đó các bạn. Đó, lúc trước bắn Bluetooth là bạn nữ đi toilet là mình phải đứng ở trước cửa làm như canh cửa cho bạn đó vậy. Vãi thiệt. Vãi cả bắn Bluetooth canh cửa. Ai ai giữ giùm anh trái này, lát đưa cho anh. Ai giữ giùm cái coi, trời ơi cái gì mà không lăn lộn như nè. Nè. Rồi không biết nha. Mình ấy cho bạn này rồi. Rồi bây giờ mình sẽ đi quỷ đó quỷ nha bạn. Đó. Mình sợ là nó mất thôi. Tại vì nè, trong lúc mình quỷ nè đó, nó chưa ra trái quỷ nè bạn đó. Bây giờ mới ra nè ha. Ồ. Rồi, đâu à. Đó. Rồi, cảm ơn bạn xanh đã giữ cho mình không. Rồi bây giờ mình ăn trái Doku vô nè, mới giữ nè. Đỉnh cao chất lượng nè. Ta đã thành người. Thôi bỏ đi, còn tí nói từ cờ u nữa mệt mỏi nữa. Đây. Đúng rồi nè các bạn. Chính là chiêu này. Lúc trước mình đã sử dụng chiêu này đánh bại không biết bao nhiêu con người để mình săn bounty nè. Chính nó. Mình nhớ lại cảm giác đó. Còn cái chiêu này là sẽ tạo ra một cái quả bóng tròn vo bay thẳng chứ gì. Trời ơi, biết quá mà. Trời ơi, bay xa dữ kìa. Phun còn hơn cầu thiên xích nữa. Trời ơi, sao mà mỗi lần mà mình chạy mình nhích tí cái mình rống không à, là sao ta. Đây trái quỷ này nè, ai ăn không? Mình ăn trong video trước rồi. Giờ ủa mấy bạn mê trái này vậy luôn hả? Tại cũng gì vậy? Gì vậy? Cái gì đông dữ vậy? Rồi mình thải ra cho bạn nào được lấy nghe không? Coi như là cầu may đi bạn. Tại cũng nhanh. Nếu quỷ vô tay bạn nào cấp tốc thằng sầu nhanh gọn lẹ luôn. Rồi đi nè. Lấy thiền đi bạn. Nhanh gọn đi. Thiệt tình chứ. Làm gì mà anh em hành mình dữ vậy. Nè, quýnh bay đi, phải quýnh bằng trái Doku nè các bạn. Mà tiếc rằng cái chiêu của nó hồi lâu hơn lúc trước. Lúc trước là chưa tới 2 giây là anh em xài lại được nữa rồi. Mình xịt nó thiệt, mình xịt rưa không. Mình xịt mà ỉa đái ra quần luôn đó các bạn. Lúc trước mà cái đợt mà chưa úp cái đảo tân thủ như thế này thấy không? Đó, mấy cái đảo này thì vẫn còn chưa có mấy con boss dạng hầm hố làm lố như vậy. Có thì có thiệt. Mà cũng dễ đánh lắm.
với lúc trước là cái level mà 400 là full đó bạn, đó bạn thấy chưa, mình vừa mới xịt ra cái mấy bạn kia nhíu liền thấy không. Và lúc trước mình full level chứ bây giờ mình không chơi nổi ai đâu, mấy bạn đánh mình mềm xương như phổi chết. Đi qua đây hả? Thôi với năng lực trái quỷ này còn lo sợ gì em nó, mình đánh không lại. Lên thôi. Cái quỷ này tuy có hai chiêu nhưng mà năng lực cực kỳ gớm ghê. Trời, cũng gì vậy? Thằng mắt ma đó giọng. Tao cũng gì vậy bạn? Cái gì mà dính với 500 rồi mà thả mình ra quay? Phải ăn trái quỷ cực âm cực dương hả? Làm gì bạn hút mình thì ứng nha. Nhíu. Giỡn với mình. Phùng. Lấy lúa liền. Ủa rồi. Rồi chả có nhiệm vụ gì để nhận hết hả ta? Ông nội bên đây là ai bên đây à? Qua đây coi. Trả nhiệm vụ à? Ai đây? Ui. Trời ơi, Sento không tay liền. Ôi, có 6 triệu mà đóng 60 triệu, rống không? Ý, còn ai bên đây nè? Nhân vật gì bên đây ngộ lắm nè. Qua coi liền. Ui, em thấy lạ, em coi thôi mà anh khó quá vậy. Xịt mình lòi trê các bạn. Lòi khu đốc ra luôn. Đó, mình đây. Cái trái này nói chung là các bạn nào mà nhát gan như mình á, dạng không dám ban vô ấy, mình cứ đứng người sao mình phun vậy không là được. Bật hang kỳ lên luôn. Đó, sau đó mình phun như cậu thiên xích này, nó phun vậy á. Gì ta? Giống như có một cái lực cản gì đó cản lực. Trời cục. Rồi xong luôn. Đi đời nhà ma. Làm gì mà chỉ mình giữ à? Mình có làm gì đâu bạn. Từ nãy giờ bạn thấy mình làm bất cứ một cái điều gì không? Mình đứng mình phun thôi mà. Nhưng mà phun thì cũng dễ ghét lắm nha các bạn. Tại farm mà độc rút cũng tức lắm. Nội này bán gì đây? Nhiêu tiền đây? Còn lem kem chuối vậy? Thôi không mua. Chơi liền. Trái gì vậy anh? Trái đu cu như trái gì? Giờ mình sẽ dùng đu cu mình thảm sát nữa. Thôi ôi, chuyện gì vậy rồi đó? Giờ chạy được rồi nè. Thôi, nó tự chuyển đổi chiêu cho mình. Thà mình để vậy rồi có một chữ sell cho mình đi. Mình dễ tính. Mỗi lần vô chuyển đổi chiêu nghe mệt chết được. Gì đây? À, hướng dẫn đó các bạn. Cái hướng dẫn nè, chẳng hạn trái quỷ này không? Đồ này như hải quân rồi tàu rồi nè, đó. Level nữa. Chung là hướng dẫn cho những bạn nào đó tân thủ mà biết đọc tiếng Anh. Còn riêng trình độ tiếng Anh của mình thì bạn biết cao lắm rồi, thượng thừa. Nên là mình đọc ra chắc chắn là 100% sai. Hiện của mình đây. Đi thôi. Ui. Đồ cứu no me. Bây giờ không qua bển nữa. Qua bển bị hà hiếp quá rồi. Giờ qua rau trắng mình đứng mình phun. Phun như phun lửa. Rồi bạn kia ăn trái Mira. Trời ơi, đã à. Trời ơi, xịt khối đích. Cái này là dạng như là đi ị nhiều quá nè các bạn. Nói gì vậy? Cái bạn này á, các bạn biết sao nó giết mình không? Mình cho bạn thời gian từ nãy giờ đi suy nghĩ á, viết để mình đọc tên lên tivi mà giờ không có ở đâu heo, không đọc tên luôn. Đấy, giống như là cho mình hận, giống như là trái Moku đó các bạn. Tại vì cái trái Moku đó là lúc trước á, là ức chế vô cùng, là mình làm gì cũng được hết á. Mỗi lần mình đi là bị đẩy lên trời cao, bắt đầu cái vòng 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 lại quýnh mình. Coi bạn này chém quá bình thường. Không có.
không có gì để nói hết các bạn. Có trái mô cù mới có cái để nói. Để bạn này ha, mình đi mua nước, mình uống ở bên tự game Mobile Legend thì bị giết chết thì bạn thấy thế nào? Tức chứ sao không tức. Đấy, còn game này có ở đâu tức. Mình qua đánh râu trắng, râu đen thôi. Có uống nước gì đâu, nào mình cầm trái quỷ hầm hố làm lố trên người kìa. Nhưng mà hầm hố làm lố trên người thì mình cũng ở bên đây mình ăn thôi. Nói chung là có sự bảo vệ toàn diện hết rồi, không? Không có cái vụ mà chết yểu nữa. Rồi mình tưởng đâu lội dưới đây chết chứ. Đó, rồi xong. Lặn chìm dữ luôn. Cái game này lỗi vậy đó các bạn. Rồi giờ chạy được thì mình không bị chìm, thấy không? Mà mình đi bộ là mình bị chìm, hoặc là rớt cái đầu là bị chìm. Nó đơn giản vậy thôi. Rồi bây giờ mình mua thiền ra nữa nè. Nè, các bạn coi nè, bạn đó giết mình lần nữa nè. Không phải vì mình chịu cho, ti biết mình luôn. Nhưng mà giết mình để được đọc tên. Ca này mình biết mấy bạn quá rồi. Đầu mình giờ sạn không rồi các bạn ơi. Mình đâu phải dạng đứa trẻ lên năm nữa đâu. Có những cái game á thì mình chơi thì không biết thiệt, nhưng mà thời gian sau thì chắc chắn cũng biết thôi. Trời ơi, trái quỷ đó mình có rồi bạn ơi. Bạn này lúc trước ở bên cái tựa game Wayback Legend cũng hỗ trợ mình nhiều nữa không. Rồi bây giờ thôi qua đây định đánh râu đen đánh gì lỡ. Quýnh rưa à nha. Anh ăn rồi em. Lấy cho bạn khác đi, hồi lát bạn kia lại cầm kiếm chém nữa à. Đó nè, chuẩn bị lên chém này không? Phải không? Bạn đó không? Không phải. Vô thấy chữ tài cái lụm lúa, không phải bạn này không? Bên đây làm gì dữ dội lắm nè. Hình như là một bạn đang ăn trái quỷ mà gù farm đó. Đó giống như mình nói các bạn thấy không? Chỉ đứng dậy farm thôi, đơn giản easy. Nhưng mà cũng chúi. Đây nè, con mình nè. À, ghê chưa? Lạc, làm gì mình được, mình đứng đây mình phun rưa không à. Rồi xong luôn. Trời ơi là trời. Được rồi. Đủ cú mi. Xuống đánh tay đôi luôn, sợ gì râu trắng này. Tao cũng đấm. Thôi đi, lên nhập viện, cố lên gì. Quýnh le lử rồi kìa. Mấy bạn xài toàn là kiếm dạng kiếm sáng vậy không à. Còn mình móc cái kiếm ra mấy bạn hết hồn luôn nè. Đó, bạn thấy chưa? Công nhận mình hết hồn thiệt. Mình giật cả mình luôn á. Mà mỗi lần chết là vậy nè, mỗi lần chết thì bạn cứ reset đi ha. Reset thêm một lần nữa. Chứ không nó lỗi nó rớt xuống kia cũng vậy à. Mấy bạn bấm mà bạn thấy chạy nhanh được á, thôi khỏi cần reset ha. Nói chung là cái game này thì mình vào đây mình chỉ chạy lần quần vòng vậy thôi. Ở bạn kiêng mà riết mẹ bạn phá, riết bạn đó hot game luôn mà. Bạn đó tuy mạnh thiệt nhưng mà cũng không có mạnh bằng những cao thủ phá đâu. Mấy cao thủ phá là dạng hàng thượng đỉnh, đứng ở hàng thượng thừa đó bạn ơi. Rồi bây giờ để mình qua bên chỗ râu đen chơi ha. Đây thôi. Giọng nào, tốc độ. Mấy bạn ăn trái quỷ hầm hố làm lố không mà. Bay đi mấy bạn, bay đi. Cố gắng lên anh em ơi. Chơi cũng chơi ác quá. Mình biết xấu trời mà. Mình không muốn mấy bạn chết theo mình đâu. Tại vì mình qua đây thế nào cuộc đời mình cũng như cô lụ à. Thế nào cũng đường chính chính mà nằm xuống thôi. Để mình lên trên đây nữa. Nếu mà mình về thành để mình nghỉ ha. Trái đô cu thì chỉ có vậy thôi các bạn. Chưa nâng cấp tàu thiền nữa. Lên thôi. Bay lên. Này hả? Phun nó. Sao phun nó làm gì được. Bực mình rồi nha. Anh hỏng Haki là mày không biết gì hết hả? Ủa nó có cái dòng bảo vệ ghê chứ. Hình như là có bạn mới cho mình một bao nhiêu ta? Như là 1 triệu á các bạn. Thấy nè. Nhưng mà bay cho bạn này chứ không phải cho mình. Ôi thấy tiền. Thấy tiền bay cũng mê lắm chứ bộ các bạn mà nào ngờ không phải cho mình đâu. Ui. No, thằng kia.
Doku no Mi. Ôi trời ơi. Oh my gosh. Không biết sao chết luôn á. Đâu. Bây giờ để mình reset lại lần ha. Mình bay ra ngoài mình sẽ sử dụng năng lực trái quỷ này xem như thế nào. Rồi, bây giờ mình ra biển nè, mình sẽ sử dụng số 9 ha. Nếu mà có lỡ tay giết chết bạn nào thì cho mình xin lỗi ha. Mình test đam thử coi mạnh cỡ nào. Chưa được. Ý nè. Giọng thử các bạn. Với lượng sát thương của mình. Bạn kia đi tông, còn bạn này thì bị mất tí máu ha. Rồi sau đó là rút lần 47 máu các bạn. Mình test bạn này quá hợp lý à. Chỗ này thử cục. 224 máu, rút lần 45 máu, rút 3 lần, kết thúc. Chiêu này. Rồi, sorry bạn ha, cho mình coi lại thử lần nữa. 234, rút lần 47, kết thúc. Chỉ vậy thôi. Còn bạn này thì chắc chắn à. Một phát một là đi tông nhà ma rồi bạn. Còn trái quỷ đâu ra cho bạn? Chẳng lẽ mình mình quỷ điên lực trái quỷ mình cho bạn trái quỷ Doku. Đó, mấy bạn nào mà tầm 400-500 máu thì bạn giải quyết một phát một em. Ai ăn DF qua đảo mua DF kè bằng đó cho kè. Mình quay video xong mình nghỉ rồi, mình quay 3 clip liền rồi. Cũng khổ cực lắm chứ. Rồi, thì cũng cảm ơn rất nhiều anh em và các bạn đã bỏ không ít thời gian ra theo dõi video của mình trong ngày hôm nay. Còn riêng trái Moku rồi. Ui, đi, không ai Moku đâu, nghỉ rồi. Thấy Moku mình sợ lắm rồi, ám ảnh lắm rồi. Thôi, vậy thì cũng cảm ơn anh em ha. Và cũng cảm ơn bạn NB Mom đã hỗ trợ trái quỷ cho mình và bạn Kiên và những bạn khác ha. Nhưng mà bạn Kiên hiện tại là thoát game rồi các bạn. Những bạn khác thì cũng đã hot game luôn rồi, giờ là những bạn mới. Hình như là trái quỷ này á, trái quỷ Doku mình lấy từ bạn Bimo nè. Đó, mình lấy từ bạn đó. Còn riêng những trái quỷ này thôi, mình không ăn nữa, nghỉ. Ăn hồi lát là không có lo cho mấy channel kia được nữa bạn. Cứ quay toàn clip này không à. Còn Trendly Gamer, ơi Trendly Gamer là channel này. Trendly Anime, rồi Trendly Minecraft, rồi chơi ARK, rồi xây nhà đủ các kiểu luôn ARK. Tại vì nay lo farm ARK các bạn nên không có thời gian ha. Daily Minecraft rồi Bitbank đủ các kiểu, nói chung là rất là nhiều thứ. Rồi thì cũng cảm ơn đa số anh em và bạn đã bỏ mấy thời gian ra theo dõi video của mình trong ngày hôm nay. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn và anh em trong những video tiếp theo nha. Bye bye, see you again anh em.